Xin chào các bạn, hôm nay đi chợ nhanh mua một ít trái cây và rau quả về ăn nha các bạn Trái thơm nè, hôm nay bán có 1 đô 77 cent thôi, giảm giá một nửa đó các bạn Mấy bữa làm hơn 3 đô một trái, thì khoảng 70 ngàn tiền Việt Nam một trái Bây giờ chỉ bán nửa giá thôi, khoảng 30 mấy ngàn đồng tiền Việt Nam đó Thì ở Việt Nam trái thơm khoảng 10 ngàn đồng thôi ha các bạn Bên này thì thơm bán mắc hơn Tại vì phải đưa ở nơi khác tới bán đó Chứ ở tiểu bang này lạnh trồng thơm không có được Mình cũng cố gắng trồng thơm nhiều lần rồi mà trồng cũng không có thấy được các bạn ơi Thì táo hôm nay quá chừng là táo Táo xanh, táo đỏ, táo vàng, táo tím Đủ loại hết Mà rẻ nữa Hôm nay có nửa ký nửa ký khoảng 24 000 đồng tiền Việt Nam thôi Chạy ký 48 000 đồng tiền Việt Nam thôi nha các bạn đó quá chừng loại táo ừ, đứng gần cái chỗ táo này thì rất là thơm thơm lắm á nhất là mùi táo màu vàng này các bạn nó thơm ngát luôn à đó thì táo vàng này ăn nó cũng mềm mềm nhưng mà nó ngọt đó còn những táo xanh táo đỏ thì nó giòn nhưng mà nó có vị chua nhiều hơn nhìn táo đã mắc thiệt á à các bạn ha quá chừng trái táo vàng này nè ăn nó ngọt mà nó thơm lắm nha wow đã quá chừng <laughs> nhìn be quá hôm nay mình đi mình mua ít trái cây thôi rồi rau quả bên này ớt chuông nè đó ớt chuông thì bốn trái 5 đô ha mua về ăn ngon lắm đó các bạn thì mình mua Nhìn cái trái bự quá mình mua về để mình lấy giống các bạn ơi Đó trái nào trái nấy như vậy đó Cái cuốn nó bự mà cái trái nó căng như vậy á Là mình mua về mình lấy giống được đó các bạn đó, Mình sẽ lấy mỗi thứ một trái Để mùa tới này mình trồng ướt chuông nha Đủ màu đủ sắc hết Lung linh cả vườn luôn <laughs> Nhìn mấy trái này là đi chợ mê liền các bạn phải bóc vài trái đem về nhà làm giống Rồi mình lấy cái vỏ ở ngoài mình ăn đó Cái ớt mình ăn Còn cái ruột, cái cái hột mình để dành làm giống các bạn Nhìn trái Trồng ra đựng trái vậy chắc ngồi ngắm thôi Không dám ăn đâu Nhìn đã ha Cái trái bự hơn cái lòng bàn tay mình nữa Mình cầm đâu có hết trái đâu Wow Mê chưa? Rồi tiếp tục đi Ở đây cũng có bán đu đủ nữa nè Wow, trái hồng cũng có bán Mà hồng này hơi chín quá rồi Xoài nữa nè một đô 29 cent một pound hay một trái một pound đó các bạn Rồi dừa này các bạn thấy ngộ chưa? Trái dừa khô đó ở chợ Mỹ bán trái dừa nó rất là chắc mà nó nhỏ ăn rất là ngon các bạn ừ, lúc nào cũng thấy tươi hơn À, chợ Việt Nam mình bán ở Mỹ đó là dừa nó nó hay bị hôi dầu còn dừa ở chợ Mỹ bán ở chợ Mỹ thì rất là ngon nha các bạn đó ừ, không biết à, chợ Việt Nam mình á, mà đặt ở Mỹ á, bán dừa đưa ở đâu tới mà mình mua không khi nào được dừa mới hết thì ở đây là trái bưởi nè bán cũng rẻ ha đó 99 sen một pound một trái về chắc hai pound á còn đây một loại bưởi lai nè, mắc hơn nè, 3 đôi 99 sen, khoảng 80 ngàn nửa ký đó các bạn Mắc hơn bưởi lớn này rất là nhiều Đó, nhìn cái bưởi thấy bự chưa? Cầm có hết không đây? <laughs> Nặng, đó, mua trái nha ừ, Nhìn cũng tươi các bạn ha Đó, chanh nữa nè, quá chừng luôn Mua mấy trái chanh về ăn nè đó. đi chợ thì mình mua chỉ vài trái thôi các bạn hai ba trái rồi mình ăn hết rồi ngày khác mình ra mình đi chợ mua tiếp mua nhiều để về nó héo khô à uhm. lấy ba trái đi đó <laughs> đi chợ mua toàn là rau quả thôi rồi trái lê nè mình cũng lấy hai trái lê nha các bạn thấy không lê này ăn rất là giòn ngon uhm. Nhìn trái lê Nhớ tới cây lê nhà mình quá Xong biết sang năm có ra trái không nữa Đang đợi đó các bạn Bây giờ cũng chưa trồng vô thùng nữa Chắc ngày mai ngày mốt ra trồng cây lê vô thùng Đó Mình không trồng xuống đất các bạn Trồng xuống đất nó sẽ phát triển ra mạnh Rồi nhìn cái cây nó không có xinh Mình thích trồng trong thùng hơn Nhìn mấy trái lê này lê xám Lê, lê xám này ăn cũng ngon lắm nè Ngọt lắm á đó hai đô rưỡi nửa ký ha khoảng hơn 50 000 ngàn tiền Việt Nam nửa ký chạy ra trăm ngàn tiền Việt Nam một ký đó lê đỏ nữa nè dưa hấu dưa lưới rồi dưa hoàng kim bán đầy đủ luôn ừ. Đó. quá chừng chanh quýt cam ừ. chợ Mỹ mùa đông mà các bạn đưa trái cây về đầy đủ luôn quýt thì chất cả thùng cả thùng như vậy ha bây giờ sắp tới uh, new year nè sắp tới noel nè người ta bán cây thông rồi bán những cái cây lá đỏ này để những người mỹ là tết năm mới là người ta trưng những cái cây lá đỏ lá trắng này các bạn để đón sự may mắn vô nhà đó bên mình thì người ta trưng cây mai ha đó bán quá chừng mùa lễ nào thì người ta phục vụ của mùa lễ đó quá chừng là hành hành tây hành nâu hành trắng hành vàng cái loại hành tây màu trắng này nè nó ngọt lắm nha các bạn loại vàng này thì nó ngọt ít hơn chút xíu ít cay hơn mà loại tím này mình thích nhất nè vừa cay vừa nồng mà vừa ngọt nữa bí nè đó nhìn cái bé cân chưa ừ. bí dài này ăn béo lắm nè ừ. năm ngói mình cũng có trồng mà nó không có ra trái các bạn ơi đó năm này sẽ cố gắng trồng tiếp nha <laughs> đi chợ thấy rau quả trái cây Thì đã nhìn mấy trái bơ mê chưa đó à bán trái 3 đô các bạn khoảng 70 ngàn tiền Việt Nam một trái đã chưa không bán uh, phao mà bán trái nha đó đây là một loại rau quế Mỹ nè ta bán cả rễ luôn cả đất ở trong luôn bán bó như vậy khoảng uh, 90 ngàn tiền Việt Nam ha chưa tới 90 ngàn cà chua này đỏ tươi đỏ tươi cà chua thì mình vẫn còn ở nhà rất là nhiều mình hái ở ngoài cây vô đó các bạn đó nhìn trái cà chua ngon ha tươi bóng luôn ở bên này là trái bơ quá chừng là bơ nhìn ngon quá trái bơ này thì rẻ hơn nè trái bơ này khoảng 2 đô la một trái thì khoảng bốn mươi mấy ngàn đồng tiền việt nam một trái thôi đó bơ ở mỹ thì ăn rất là ngon nó béo lắm các bạn cái loại bơ xanh này thì đỡ béo hơn bơ nâu nè Nhìn trái đã quá Chắc hôm nay mua một trái nha Trái này chắc hơn nửa ký đó các bạn Cầm nó nặng, thiệt là nặng Wow Trồng được cây bơ như vậy hái cái trái thế đã ha uhm, Ngon quá ha. Mấy đứa nhỏ nhà mình cũng lười biếng ăn bơ lắm Mua về dầm rồi ép mấy đứa nhỏ ăn <laughs> ăn tập ăn các bạn đó quá chừng trái cây ở bên này là bán hàng cho người á đông mình ăn nè đó thanh long nè mít nè hôm nay mua miếng mít nha mít ở đây không có ngon lắm nhưng mà thèm quá mua ăn đại các bạn đó một miếng mít như thế này chắc uh, khoảng ba bốn đô gì các bạn ơi Ừ. thì hôm nay quay ít thôi các bạn đang quay chút xíu lại hết pin mua một bó cải về nè các bạn đó bó cải này cải ngọt đó ở nhà mình cũng có trồng nhưng mà giờ mùa đông hết cải rồi hành bơ rô nữa nè ở nhà vẫn còn hành bơ rô hành bơ rô sống tuyết nha các bạn rau cải ngon chưa cảm ơn các bạn đã xem video của mình nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha các bạn ơi nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn một ngày vui vẻ tạm biệt các bạn